Giờ mình lên khu cách ly mới nha mọi người, cách ly dã chiến số 10 ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Đây, tầng mình ở là tầng 21, tầng 21 nha mọi người. Thang máy mới đi ra. Đây, đây là phòng của mình đây. Mình cũng mới dọn đồ xong rồi, giờ mình quay lại cho mọi người xem ha. Thôi cách ly dã chiến thì chỗ ăn ở có được tốt không nha mọi người. Thật sự phòng ốc ở đây là phòng mới nha mọi người. Nó dạng như chung cư người ta chưa có bán được, người ta tận dụng để mà làm bệnh viện dã chiến mọi người. Nên rất là sạch sẽ ha. Phòng này của mình gồm có 6 người thôi mọi người. Đi một vòng cho mọi người xem tham quan ha, coi cho chỗ dã chiến là ở có được không ha mọi người. Đó là bếp mọi người ha. Bếp. Đây là chỗ giặt đồ, phơi đồ. Không, đây là toilet mọi người ha. Toilet cũng rất là sạch sẽ nha mọi người. Rất là đầy đủ. Này, đây là cái ổ của mình đây, cái ổ của mình đây mọi người. Bề bộn mọi người, dã chiến là vậy nha mọi người, dã chiến là nằm vậy đó. Rồi cái ghế gì đó, đây có cái phòng này, ban công phía trước. Nhìn xuống đây thuộc quận 2 nhưng mà giờ nó ráp danh với nó lên chung với gọi là thành phố Thủ Đức luôn nha mọi người. Đây gồm có 25 tầng, có hai như được hai lô, lô A lô B, mình ở bên lô B. Giải chiến như vậy cũng rất là tốt ha mọi người ha, rất là sạch sẽ ha. Mình có chút thì mình chia sẻ với mọi người nha. Hiện tại giờ thì bắt đầu vô điều điều trị nha mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp nha.